Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2021. Phạm Thức Audio xin giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc súp Yamaha, mã của nó là SVK160. Đây là một trong số những sản phẩm cho chất âm rất hay của dòng Yamaha. Con súp này được thiết kế dạng hình cột với chiều rộng của nó đây, nó rơi vào khoảng chừng tầm 25 cm, chiều cao của nó rơi vào khoảng chừng tầm 60 cm, và được thiết kế vỏ màu vân gỗ vàng rất đẹp. Hàng nguyên chất bãi về, chưa mông má sửa chữa hay bất cứ một thứ gì cả. Chiếc súp này cấu tạo là gồm hai bát 20 cm, gân của nó là gân cao su. Con này cho ra chất trầm của nó rất sâu, màng của nó là màng được quét một lớp sơn phủ bóng lên trên. Hiệu ứng của cái bát của nó rất đẹp. Để nói về quả súp này thì oánh vào các bộ dàn nghe nhạc hoặc hát karaoke trong gia đình, diện tích khoảng chừng tầm 30 m², rất tròn tiếng và sâu sắc. Súp xịn thì nó bao giờ nó cũng khác súp hàng dở. Đây là công tắc nguồn đằng trước này. Đấy, nó phải có le. Nó phải có le, chờ thời gian thì nó mới bật. Cái dòng súp này thì bao giờ nó cũng có một cái nữa là khi mà mình rút dây nguồn ra, đợi một lúc thì nó sẽ tự tắt đi. Tự tắt chuyển từ đèn đỏ này sang đèn khác. Đấy, sang đèn xanh. Thì đây là nút cắt trầm này. Him là này, cắt giải trầm được xuống đến 40 Hz. Đấy. Cắt giải trầm xuống rất sâu. Còn đây là nút volume to nhỏ. Đây là cái căng của nó, hàng nguyên bản về nhá anh em nhá. Nên này, nó bị xước một tí ở cái góc này. Cái này em chưa căng lại. Hàng nguyên bản, không căng lại. Bởi vì nó ở bên dưới nên là cũng không mấy ai nhìn đến nên em sẽ không làm. Trừ khi khách mà chốt mà ok, mà muốn thay cái căng này thì em có vải để thay cho cái căng này. Cũng màu cũng giống ngày thôi. Lúc đó thì sẽ cộng thêm tiền để thay. Mình hiện tại bây giờ đang để nguyên như này để bán cho nó đúng chất của nó. Con súp Yamaha này bên em xin phép được bán với giá là 6,8 triệu. Nếu như ai mua mà muốn yêu cầu muốn thay cái căng này nữa thì tính tròn thành 7 triệu em sẽ làm cho anh em. Đây là sau khi đắp cái mặt là e căng vào của súp. Đấy, thì hình thù của nó như vậy đó. Với chiều sâu của quả súp này lên đến khoảng chừng tầm cũng xích xoát 60 cm. Cả cái hộc đằng sau nữa là xích xoát 60 cm. Đây là mặt hậu đằng sau của quả súp. Mặt hậu đằng sau của quả súp. Quả súp này, dòng Yamaha này là súp bãi, được sản xuất vào những năm từ năm 86 giật lại, gần lại đến năm 9 mấy gì đó. Thế nên là sản phẩm này là dòng Yamaha, là đã dòng súp Yamaha thì đa số được sản xuất tại Malaysia. Đây, Made in Malaysia. Công suất của nó là 100W. Và con này là con hàng xuất nên sử dụng điện là 230V. 230V. Model của Yamaha này là SVK160. Đây là nút công tắc nguồn. Đấy, nút công tắc nguồn cơ. Bật và tắt. Đầy đủ các tem thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Cái dòng súp Yamaha 160 này nó rất lành tính. Bởi vì tại sao nó sử dụng cái phần toàn bộ phần cơ. Nó không như con SVK800. SVK800 nếu như nó bị lỗi làm sao đó thì anh em đi sửa thì con đấy rất phức tạp và khó khăn. Còn dòng này thì nó là phần cơ toàn bộ nên là nó dễ lắm, nó rất dễ. Đấy là mình nói, cứ nói trong trường hợp phải sửa chữa đi. Còn nếu như mà bình thường thì con này nó cực kỳ bền. Con này phải cho trong tông số 10 điểm về độ bền thì con này phải được đến 9 điểm về độ bền. Mà đặc biệt bây giờ con này nó là đang là điện 220V nữa thì các bác không thể nào cắm nhầm điện được. Các bác cắm thoải mái điện cũng không bao giờ nhầm, và đã không nhầm thì không sợ cháy. Mà không sợ cháy thì độ bền của nó còn cao vút tầm mây. Thì như con này thì em lại cho điểm với cái nguồn của nó 230V thì cắm ở Việt Nam 225V gì đó thì độ bền của con này em sẽ cho lên thành 9,5 điểm. Ngoài ra đây, nó có hai cái nút giải nữa. Đây là nút giải cắt cho tiếng súp sâu và tiếng súp sâu theo kiểu lốc, có nghĩa là ấm, và sâu theo kiểu tép thì nó ở đây.
Cái thứ hai nữa đây là nút gạt này, pha cốt này. Đấy. Khi anh em đang cắm âm ly tín hiệu AV vô đây mà mình bật đôi loa tay xạ đôi loa mà mình đang dùng, ví dụ như đôi bot hoặc BMB, thì cái này ghép vào bot và BMB thì rất chi là hợp và quyện nhau luôn. Thì nếu như mà mình để nguyên xong sau đó mình bật súp lên mà thấy nó chưa quyện thì anh em mình gạt sang bên này, xong là chạy ra giữa nhà đứng nghe xem là tiếng trầm để bên nào là hay nhất và to nhất, thì là đấy là đã quyện được vào nhau. Đấy. Còn đây là music của Move, thì cái này thì nó là liên quan đến cái tiếng bass này, thì cái này anh em tham khảo thêm. Ngoài ra nó cũng có phần input của jack AV và input của jack tín hiệu nhạc bằng đít âm ly ra. Đấy. Thì em khuyên anh em nên dùng cái jack này. Dùng jack này sẽ tốn một phần công suất của âm ly thì không nên. Đó. Mặc dù thì nó không tốn là bao nhiêu đâu. Đấy. Rồi, sản phẩm súp này bên em xin phép được công bố giá mùa dịch. Hàng về rất kém và rất khó khăn. Thì sản phẩm này bên em xin phép được bán với giá là 6.800.000. Giá này không bao gồm tiền cước, không bao gồm cái gì cả anh em nhá. Khu vực miền Bắc ok em nhận đơn, khu vực miền Nam thông cảm không bán được bởi vì không giao được hàng ra, trừ khi anh em đồng ý là mua bán, nhưng mà khi nào bưu điện nó mở lại thì em sẽ nhận đơn. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh Phạm Thức Audio. Loa này em zin bao toàn tập độ zin, nếu như không zin em xin phép biếu quả súp này luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh.